Dạ em xin được chào toàn thể mọi người ạ. Vâng, đây mặt hàng ngày hôm nay đấy ạ. Dạ. Có mấy cái bố nhổ đinh. Đây mấy thùng đựng đồ nghề. Còn để đặt hàng thì xin liên hệ với em theo hai số điện thoại em để trên tiêu đề của clip ạ. Dạ. Vâng, giá của mặt hàng này là chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Rồi. Còn đối với đơn hàng nào mà chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn đơn hàng mà không không chuyển khoản thì đơn hàng ship code ấy, thì em sẽ không bao ship. Rồi, còn một số thông tin thêm về giao dịch mà người quan tâm thì có thể tham khảo thêm trong cái phần mô tả của video đấy. Rồi em xin được vào chi tiết luôn. Rồi, đầu tiên là số 1. Số 1 là một cặp tua vít cặp tua vít dấu cộng. Đấy, cặp tua vít đầu đóng này, có vít cán gỗ đóng. Đấy. Gỗ đầu đóng ấy. Này càn gỗ à, loại này có vô seo ạ, vô seo đây một cây BS1, một cây BS2, mũi dài 100 à, một cây BS3 mũi nó dài 150 tấc rưỡi. Còn đây phần mũi nữa, đây cây đầu BS2 đây, BS2. À, cây BS2 thì cái thân này là 6 ly. Còn cái thân BS3 này thân là 8 ly. Cái thân này là 8 ly. Ok. Đây, chiều dài đây 10 cm này. Cái này mới 22,5. Cái này 29. Đây là 15. Ok. Rồi, 5 châm. Cặp số 1 ạ. Số 1 180 giờ. Cây số 2, hai kìm cộng lực của MCC này, kìm cộng lực MCC ra vào này, cái này thì cái lớp sơn nó bị bong. Ok. À, ok, cắt dây bị 40. Ok. Ok, số 2. Số 2 là 150. Còn cái chiều dài nó là 21 cm. À, cái số 3 là cái mở phe, cái này mở phe ngoài. Ok, của KTC đây. Đó, mỏ cong, đâu này mỏ cong. Đó, mở phía ngoài ấy. Bung ra. Okay. Okay.
Rồi cái loại này nó đầu nó được 1 ni 2, 1 ni 3, đầu 1 ni 3. Ở đây chiều dài đó là 10, đây được 17 cm. Ok. Rồi này số cái này số 3. Đây, số 3 130. Nên là số 4 là cây cần lực cần tiếp. Rồi cái này cần tiếp 3 phần rồi 3 phần 8 ạ. 3 phần 8 của KTC đây. Một cần tiếp một khúc nối. Đó. Cần tiếp một khúc nối đầu đó là 9,5 mini. Đầu 3 phần 8 9,5 mini. Cái khúc lối này, chiều dài nó là 15, 15 cm, còn cái cần thì nó 25 cm. Đây, đó. Rồi, bi ok. Rồi, vào đây số 4 ạ. Đây, số 4 là 160 ạ. À, số 5 mà cần tiếp à, một khúc cần tiếp trượt qua được. Rồi bộ lại cần này của tôn tôn đầu 3 đầu 1 phần 2 tôn da vàng. Rồi đầu đây 1 phần 2 cạnh nó là 12,7 mm. Rồi, cái này thì mặt bên này nó bị đen này. Rồi. Bên này thì ok. Rồi, bộ này số 5. Số 5 là 200. Cần tiếp khúc nối. Cái này chiều dài nó 25, khúc ngắn khúc nối nó là 15. À, còn đây là số 6, số 6 với số 7. Cái này thì hai cái cần tiếp này còn gần như là mới tinh nhỉ. Ở đây. Hai cây, một cây của tôn. Tôn da vàng, một cây của KTC. Còn như mới luôn. Còn đây là cây này là số 6. Số 6 là 320 chuyển khoản lên bao ship ạ. Cái này là còn đẹp long lanh như mới nữa. Rồi, chiều dài nó là 38. 38 gần 38 cm. Rồi, số 7 là cây của tôn. Đó, cũng nóng này. Đó, chiều dài 38 thôi. 38. Rồi, số 7 320 chuyển khoản bao ship ạ. Là cây số 8. Số 8 là cây cần nắp của thằng Tôn. 8 đầu 1 phần 2 này. Đầu 1 phần 2. Dít ra vào.
Rồi, còn ok. Rồi, cái đây số 8 ạ. Số 8 là 208, chiều dài nó 27. Rồi, đầu này 1 phần 2. 1 phần 2. Rồi, số 9 là cây mỏ lết ngang này. Cây mỏ lết ngang 280 của Sankey. Sankey. Cái này miệng nó đây. Đấy, phần đuôi nó bị đổ xì. Okay. Rồi, chiều dài nó là 28 nha. Được hơn 7 phần. Rồi, cái này số 9 á, số 9 là 206. Rồi, cây số 10, cây mỏ led 300 mini của Lotte. Đây 300 mini Lotte này. Nhà băng rồi. Rồi, ok, miệng của đơn đẹp. Này rồi rồi. Rồi, cái này thì cái miệng nó được 3, rồi 3 phần rưỡi. Rồi, ok. Mấy cái gáy này nó bị chóc xi rồi. Rồi cây số 10 ạ. Số 10 201. À, số 11 là cây mỏ nết răng của MCC. Đây là sao nhún này. Đây, mỏ nết răng của MCC nó 200 mini. À, cái này nó mở được hơn 3 phần rưỡi, 3 phần 7. Rồi, số 11 ạ. 11 là 106. À, cái 12 màu led rang này của Lotte. Lấy này nó 300 mini, 300 mini nó từ ra vàng. Dấu dít. Nhìn logo con tôm. Ok, nó so.
Rồi nói này mở được 6 phần. Đây đây. 60. Rồi, cây mỏ lết đang này nó này số 12 ạ. Số 12 là giá 300. Rồi, cái này số 13 là hai củ dọi, hai con dọi này. Đây logo gà trống Yamaguchi. Bên này made in Japan vậy. Rồi, hai con này thì một cục nhỏ này nó là cục nhỏ là 150 gram. Cục nhỏ 150 gram, cục lớn là 300 gram. Rồi đây là số 13, 13 là 140. À, đây là số 14 á, 14 gồm có 3 cái độc, một cái độc nhọn này. À, cái độc bạc này, cái độc dẹp này. Một và ba cây. Chất mắc này, rồi dít này. Đó, cây này, in ngược in xuôi. Đây cây số 13, à, cây độc nhọn này. Độc nhọn thông số đây. Cái thân này nó 13 ni. Đó, cái cạnh vuông nó 13 ni. Chiều dài của nó 150. Đó. Cây độc này, đây là 6. Cái bản này nó 6 ni. À, chiều dài là 15, 15. À, cái này là 18 này. À, cái đây là 19 này, cái độc dẹp 19 ba. Đây cái độc dẹp 19. 19 nhân 190. À, đây. Nữa nó là 19 đi. À, cái này số 14 á. 14 160. Ở cái bộ này cũng tương tự cũng ba cây bằng bộ kia giống. Đây 13 nhân 150. Cái này 6 này, cái này. À, cái này 9 nhân 19, ok, cũng giống bộ kia, ba bộ, hai bộ giống nhau. Rồi bỏ lại bỏ lại số 10, số 15. Số 15 160. 14 15. À, số 16 là cái búa đinh của Yamaguchi. Này, búa đinh của Yamaguchi này. Rồi, cái này cả cán nó nặng là 480 gram ạ. Rồi, số 16 là 150. Đấy, cái búa nó cao, chiều cao nó được là 10 13 cm. Rồi, 16 150. Rồi, cái mẫu 17. 17 là cây búa của đầu trâu. Đây cái tem nó còn. Rồi cái mặt đây mặt đóng mặt lưới.
lưới vuông. À, đây chiều cao nó được 11,5. 11,5 cm. Đây, số này là nó nặng là 450 gram ạ, cả cán số 17 giá 170 ạ. Số 18 ạ. Số 18 thì búa, cây búa cán sắt này, cán sắt này, tay cầm có su này của OH. Đây búa của OH này. Ở đây có cái đầu lục giác nữa. Rồi, cái này đầu búa nó cao được 10,5. Dài nó 30. Này số 18 ạ, 18 180, nó nặng nó 500 g, 500 g. À. Cái số 19 á, búa của đây Bakuma. Bakuma logo con gấu. Bakuma. Mấy tin gì? Ở cây này thì cán sắt. Ở mất mặt mày, mất một mặt này nó bị rỗ xi. Mặt mặt bên này. Bên này thì còn trắng tinh. Rồi, cái này chiều dài nó được 35 cm. Đây là nó cao được là 13,5. 13,5, cái này lớn hơn mấy cái trước. Nó nặng là 650 g cả cán đó. Cái này 19 á, 19 là 200. Số 20 cán búa cán sợi thủy tinh. Đây. Này búa có đầu trâu Dog Yield. Dog Yield mấy tên da vàng. Này, logo của đầu trâu. Cái này nó dài được gần 39 cm, 39, còn chiều cao búa nó là được 12,5. Đây nó cân nặng nó là 550 gram ạ. Rồi số 20, 20 là 201 ạ.
số 21. 21 cái thùng đựng đựng đồ nghề đây. Thùng này Ruby. Quay sách đây, quay sách khóa. Thùng này số 21 ạ. Đây, chiều dài nó là 35,5, chiều rộng nó là 20, chiều cao nó là 7 phân, 7 cm. Nó nặng 1,3 kg. Đây, số 21 đây, thầu nó, giá nó là 220 21. Số 22. Đây, 22 thùng à, cái thông số nó đây. 29, 29,5 nhân 15, cao nhất là 10. Đây, cần cao là 10. Đây nó được gần 7 phân. Ok. À, nặng là 1 kg. Thùng là 1 kg. À, logo đây. Quay sách đây được nhé, quay sách khóa này, hai khóa. Ở cái thùng số 22, 22 1,9 ạ, nặng 1 kg. Thùng số 23, 23 thùng hướng tôn rất là đẹp luôn. Ok, quay sách này. Đây, khóa. Đây là thông số đó. Rồi, chiều dài là 35, 35,5, chiều rộng là 15, phần cao nhất là 10. Đây là ốc cái um này. Nó thông này là nặng 1,2 kg. Ở cái này số 23, 23 208. Trong số 24. 24.
sách. Số 24. Giờ 24 chiều dài nó 35. 35 nhân 15 nhân 10. Nó nặng 1 ký 2 đó. Nặng 1 ký 2. Thùng nó dày đó. Rồi số 24 giá nó 230. Đây là thông số đó. Rồi. Thùng số 25 là thùng Toyota này, Toyota Moto. Khóa này, hai khóa. Đây cái đèn nó còn cái móc cái ổ khóa nữa. Đó, này, khóa đây nữa. Ok, cái sách, ok. À, cái này có một ngăn nhỏ đựng ốc vít nữa thôi. Góc này, góc này có hơi nứt lớp sơn. Ok rồi, thùng rồi. Chiều dài 35,5, chiều rộng là 20, chiều cao là 7, nặng 1,8 kg ạ, rất là dày luôn. Rồi số 25. 25 giá là 280. Và xin được kết thúc đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.